Võ Thánh Quang Vũ UR chính thức ra mắt tại Alo Chủ Tướng. Thiên Phú quy chuẩn hoa hạ, khi công thường của bản thân tạo ra bạo kích, lần công thường tiếp theo sẽ gây sát thương cho mục tiêu hiện tại và đơn vị địch xung quanh, đồng thời nhận bớt 200% của sát thương bạo kích đó. Đội hình đề xuất: hàng trước Thao Thiết Động Trác, Chiêu Liệt Lưu Bị, Tiềm Long Tư Mã Chiêu, hàng sau Thái Thanh Tả Từ, Võ Thánh Quang Vũ, Gia Cát Lượng Viêm Thần Chu Du, Thiên Đố Quách Gia. Kỹ năng: Thanh Long Yểm Nguyệt, Trung Can Nghĩa Đảm, Quải Ấn Phong Kim, Siêu Quần Tuyệt Luân. Võ hồn đề xuất: Long Chiến Vô Giả. Mỗi khi bản thân bị tấn công có 20% xác suất gây cho chủ tướng địch ngẫu nhiên sát thương võ lực bằng sát thương bằng 10% sinh lực tối đa của bản thân. Phó tướng đề xuất: Trương Phi, khi lần đầu tiếp chiến gây cho chủ tướng mục tiêu sát thương thực bằng 20% sinh lực tối đa. Thú cưỡi đề xuất: Hãn Huyết Bảo Mã, chủ tướng cứ cách 6 giây nhận được hiệu quả cường hóa kéo dài 2.5 giây, trong thời gian đó tăng 10% sát thương và miễn tất cả trạng thái debuff. Hãy chiêu mộ ngay Võ Thánh Quang Vũ để chinh phục mọi trận chiến.